Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Lỗ Béo Art. Mình là Muỗi đây. Không biết có bạn nào thích những món đồ và đặc biệt là các sản phẩm họa cụ lung linh lấp lánh óng ánh như mình không nhỉ? Nếu mà có thì chắc chắn là các bạn sẽ không muốn bỏ qua sản phẩm mà mình giới thiệu ngày hôm nay đâu. Một sản phẩm rất là độc đáo và thú vị, đó chính là bột nhũ Watercolor Metal Powder đến từ hãng Paul Rubin. Paul Rubin là một thương hiệu đến từ Trung Quốc khá nổi tiếng tại Việt Nam. Cá nhân mình thì chưa từng nghe tới hay là sử dụng bột nhũ màu nước trước kia, nên video này sẽ là những trải nghiệm và cảm nhận đầu tiên của mình về sản phẩm này. Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem là chất lượng, cách sử dụng cũng như làm thế nào để ứng dụng sản phẩm vào trong tranh nhé. Ở đây thì mình có 3 hũ màu, Pale Gold, Rich Gold và Silver. Khi mở nắp lọ ra thì bên trong sẽ có thêm một chiếc nắp nhựa trắng như thế này. Trên nắp có một phần móc nhỏ nhỏ để chúng ta có thể dễ dàng lấy nắp ra. Bên trong là những hạt nhũ vàng được nghiền nhỏ thành bột, giống kiểu pigment hay là còn gọi là chất màu, hạt màu gốc ấy mọi người. Mỗi lọ bột nhũ như thế này có dung tích là 30ml và giá là 85.000. Lọ làm từ thủy tinh nên các bạn hãy chú ý khi di chuyển để tránh rơi vỡ nhé. Màu Pale Gold là một màu vàng ngả ấm, có sắc hơi nâu nâu. Còn màu Rich Gold là màu vàng ngả lạnh, kiểu hơi xanh rêu một chút ý. Sau khi tìm hiểu và thử nghiệm thì mình đã ngâm cứu ra 3 cách để sử dụng loại bột này. Cách đầu tiên là pha bột nhũ với nước. Trước tiên chúng ta sẽ lấy một ít bột ra khay, sau đó nhỏ nước từ từ vào. Bột sẽ hòa vào với nước theo tỷ lệ nhất định tạo thành chất màu tương tự như màu nước nhũ vậy. Mình sẽ gọi là màu bột nhũ nhé. Mình sẽ trộn kỹ, thật là kỹ. Cách làm này sẽ gặp một vài khó khăn như là nếu mà pha quá nhiều nước và bị loãng khiến cho độ che phủ thấp. Còn không đủ nước thì bột sẽ không tan được. Cách này thì cũng hơi khó dùng một chút. Cảm nhận của mình là khi mà tô mảng to sẽ phải đi khá là nhiều lớp và màu loang không được đều. Còn nếu mà tô mảng nhỏ thì màu bột nhũ cũng khá là ok, có thể vẽ được chi tiết, độ che phủ tốt. Nên là mình nghĩ với cách này các bạn chỉ nên pha mỗi lần một ít bột để tô trang trí một số chi tiết nhỏ thôi. Cách thứ hai đó là trộn bột cùng với màu nước. Với cách làm này thì bột nhũ sẽ đóng vai trò giống như dung dịch tạo nhũ và tạo ra ánh nhũ theo sở thích của bản thân chúng ta. Tùy theo mong muốn mà chúng ta có thể tạo ra màu nhiều nhũ hay là chỉ hơi lấp lánh lung linh chút thôi. Tuy nhiên thì hãy chuẩn bị một lọ nước để rửa cọ có bột nhũ và một lọ để rửa cọ pha màu nước riêng nhé. Nhũ thì xinh lung linh thật đấy, nhưng mà bám vào khắp mọi nơi từ hộp màu đến khay pha màu thì dọn lại khá là vất vả. Chính vì vậy mà mình đã sử dụng một sản phẩm hỗ trợ rất là hữu hiệu, đó chính là khay rửa cọ 3 ngăn mini, có đến 3 ô đựng nước tách biệt nhưng lại rất nhỏ gọn, tiện lợi nếu các bạn muốn đem ra ngoài vẽ. Khay rửa cọ mini cực tiện này đang được bán tại Lỗ Store với giá 40.000. Nếu các bạn có nhu cầu hãy liên hệ với shop hoặc là đặt hàng qua link mình để phía dưới phần mô tả của video nha. À mà quên mất, khi mà lấy màu mọi người lưu ý là nên thao tác hết sức nhẹ nhàng bởi vì bột được nghiền rất là mỏng nhẹ, chỉ có xíu gió thôi là có thể bay đi khắp nơi rồi, mà bột nhũ thì rất là bám và khó tẩy sạch. Trong trường hợp bất cẩn bột bị bay hay là rơi ra ngoài quá nhiều, các bạn hãy sử dụng màu giấy nhỏ để gạt bột thừa vào trong lọ, sau đó thì dùng khăn ướt để thấm bớt bột, cuối cùng là dùng băng dính dính lên bề mặt bị bột bám để dọn sạch bụi thừa nha. Cách này thì mình thấy là màu lên khá là xinh và dễ dùng. Cách cuối cùng và cũng là cách mình cực kỳ thích, đó là rắc trực tiếp bột nhũ lên lớp màu đang ướt. Chúng ta sẽ có một lớp texture rất là độc đáo, tự nhiên và cực kỳ thích mắt luôn. Khó khăn duy nhất của cách này là bạn phải chú ý lấy không quá nhiều bột để tránh bột bay lung tung. Các bạn sử dụng với nền có màu tối như là màu đen, xanh đen, tím xanh dương rậm siêu đẹp luôn á. Đây cũng chính là hiệu quả làm nên điểm đặc biệt và công dụng lớn nhất của bột nhũ so với các dạng màu nhũ thông thường khác. Vì sự xinh đẹp của hiệu ứng nhũ này mà mình sẵn sàng bỏ qua tất cả những nhược điểm của em này luôn. Ngoài ra, bột nhũ Paul Rubin có độ phản sáng vừa phải, nhờ đó mà khi scan tranh, màu nhũ sẽ không bị tối đi mà vẫn cực kỳ rõ nét và lung linh. Giờ thì mình sẽ thử ứng dụng vào trong một bức tranh hoàn chỉnh xem sao nhé.
Vì hôm nay sử dụng màu bột nhũ lấp lánh nên mình quyết định sẽ vẽ một bức tranh thiên về tông lạnh, có cảm giác hơi thần bí, kỳ ảo, ma mị một chút. Nói vậy thôi chứ thường trong đầu mình nghĩ một đằng, lúc vẽ xong tranh lại ra một nẻo, chả liên quan gì đến ý tưởng ban đầu cả. May thì tranh vẫn ở mức có thể post Facebook được, xui xẻo thì đành tạm biệt, lau nước mắt rồi lặng lẽ cất tranh vào tủ thôi. Sau khi phác thảo xong thì mình đã hoàn thiện line art bằng chì kim đen 0,5 thông thường. Tranh này mình sử dụng họa tiết hơi hướng Catholic kết hợp với steampunk một xíu. Mình thấy là có nhiều bạn hay hỏi mình về kỹ thuật tô màu nước trong. Theo mình thì điều này được quyết định bởi 3 yếu tố chính: giấy, màu và kỹ thuật. Màu bạn sử dụng có đủ độ trong hay không, giấy vẽ có chất lượng tốt, được bảo quản tốt, có chịu được nước hay không. Một số loại màu nước do pigment không được nghiền trộn kỹ này nên là tình trạng màu bị bột, mờ, đục hay là vón cục. Do đó thì nếu mà có điều kiện thì các bạn mới học vẽ cũng nên thử một bộ cao cấp một xíu nha. Khi mà pha màu chúng ta cũng chú ý pha đều tay để tránh màu bị cạn lại lên tranh. Về giấy thì lý do chủ yếu là do chất lượng giấy chưa được tốt lắm, như là giấy bở, keo quá hay là độ chịu nước thấp, hoặc là bảo quản chưa tốt dẫn đến giấy mốc. Khi đó thì việc loang màu của chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, không đạt được độ trong trẻo cần thiết. Theo mình thì đây đa phần là những yếu tố khách quan có thể dễ dàng khắc phục được bằng cách thay đổi, lựa chọn họa cụ phù hợp hay là bảo quản họa cụ thật là tốt. Để khi nào thì channel sẽ ra một video cụ thể hơn nha. Thứ ba là yếu tố kỹ thuật. Dựa vào kinh nghiệm cá nhân của mình thì các bạn nên tô dần từ màu nhạt đến đậm. Việc điều chỉnh màu từ loãng đến đậm dần sẽ giúp bạn có kinh nghiệm cho việc kiểm soát được lượng nước cần thiết để đạt được sắc độ mong muốn, tránh được tình trạng màu quá đậm ngay từ đầu, bị bết và không thể đắp lớp thêm được nữa. Đồng thời thì bạn cũng nên kiên nhẫn chờ lớp màu này khô hết rồi mới tô lớp màu tiếp theo, hạn chế việc đắp quá nhiều màu trong một lớp. Và trên đây chỉ là chia sẻ từ những kinh nghiệm cá nhân của mình thôi, hy vọng rằng có thể có ích ít nhiều đối với mọi người. Taking turns, not a lesson learned. Who'd imagined I would crash and burn? But you got me there, so I'm declaring a silent war. Can't do it anymore. This is not what I was asking for. But you got me here, then you was it always meant to be a dream? No insight in the middle of the night. You see me fighting, hopelessly sure of how I feel. The broken never heal. In the middle of the night, you see me fighting. Tổng thể bức tranh mình sử dụng tông màu đen xám, riêng phần đàn hạc và vòng hào quang mình sẽ tô màu vàng để tạo điểm nhấn. Tranh này thì mình sử dụng hơi nhiều đường line làm họa tiết trang trí, ngồi kê kê mãi cũng hơi mệt nên là mình sử dụng một trick nho nhỏ, đó là chặn màu bằng washi tape, thế là không phải kê màu từng ly từng tí nữa. Sau khi đã tô xong phần chính của tranh, giờ mình sẽ hoàn thiện nốt background bằng cách rắc bột nhũ lên màu đang ướt, không biết là thành quả cuối cùng trông sẽ như thế nào ta.
Như vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh rồi. Những sản phẩm sử dụng trong video đều có tại Họa Cụ Lỗ Store. Nếu cảm thấy video có ích thì đừng quên like, share, comment và mua hàng để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!